Chào tất cả anh em từ miền Nam ra Bắc, tất cả anh em đam mê câu cá. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 8, shop Đức Kỳ CP tiếp tục gửi đến em cái lô cần hàng kiện Nhật ha. Lô lần này gửi đến em bao gồm là 27 mã cần này. Đấy, đủ cái loại hết nè. Em thích cái nào cứ lô trực tiếp với shop mình nha, qua số điện thoại 0976 anh em nha, 977106 ha. Mình sẽ hàng tận nhà cho anh em nha. Đây cũng là số Zalo của mình ha. Anh em nào thích thì cứ nhắn tin qua Zalo cho mình ha, gửi hình ảnh cũng như là chi tiết video qua cho anh em tham khảo ha. Rồi đầu tiên thì mình quay sơ lược cho anh em từng cái cần nha, để anh em tham khảo nha. Anh em ưng cái nào cứ nhắn tin qua Zalo hoặc là alo trực tiếp cho mình nha. Đây là một con cần mã số 1, con cần súp nha anh em, một con cần súp cho anh em đánh đầu cần nè anh em ạ. Đây một con súp carbon đây nè, fan Fuji nha, fan Fuji. Đây mình rút ra cho anh em xem. Cả con xoắn fan Fuji nha. Đấy, anh em có thấy cả con xoắn fan Fuji nha. Cây này hình thức còn chuẩn nha anh em, cho anh em đánh đầu cần ha, thông số cứng 30, dài 3m9 anh em nha. Con này cũng hàng Birama anh em nha, Birama nha. Hàng này hàng xuất Nhật nha anh em. Cái góc của nó nè, họ cắm vào cái mạng thuyền anh em, cho nên là nó hơi xước xíu ngay góc xíu nha, nó chóc sơn ha. Cần hay còn ok chuẩn hết. Rồi con này mình để cho anh em giá rất là tốt nè, 750k nha, 330g ngọn Helimot ha. Cho anh em đánh đầu cần trục dù nha anh em. Mà số 2 mình lên cho anh em là một con súp, một con ISO nha nè, một con ISO của thằng Daiwa, carbon wicker Daiwa này nè, rất là nét luôn nha. Đấy, anh em có thấy ha, rất là đẹp luôn. Xoắn ít hay da hết, carbon wicker của Daiwa, bass Fuji tem vàng nha. Máy tinh từ gốc đến ngọn nè, con này thích hợp cho anh em câu ISO nha, hoặc là anh em mua sưu tầm nè. Fan là fan xích nha anh em, fan xích nha, chụp đầu Fuji Zin nè. Đấy, mình rút ra cho anh em xem, cần là zin nguyên bản nè, hình thức gần như mới luôn á, đẹp lắm. Chung con này hàng hệ cho anh em sưu tầm ha, hoặc là anh em nào mua câu ISO nha. Đọt của nó sẽ là 1.5, 5.4 nha anh em. Phôi của nó là phôi 2 da nha, xoắn gần nè. Zin dead hết, fan fit đẹp nè. Đấy, nó xoắn ít hết nè. Anh em thấy độ xoắn của nó không? Rất là chắc. Đấy, xoắn tít hết. Bên trong đẹp nha anh em, trông rất là nét nha. Đấy này nè, vân ít caro của nó nè, rất là đẹp nè. Chung bên trong máy tinh nè anh em ạ. Đây mình quay cận cho anh em xem, mới lắm nha, phôi hay da hết nè. Đấy đẹp lắm. Rồi con này mình gửi cho anh em mức giá, con này sẽ là 1.8 triệu nha anh em, 1.8 triệu cho một siêu phẩm nha, 190g ngọn 1 ly ha. Đây Ewa carbon wicker nha, 1.5 5.4 nè, mã số 2 nha anh em, một con duy nhất nè, mới về quá đẹp, hay sắp tay mới về ha. Cái tiếp mã số 3 mình lên cho anh em một con rút của Ruby nha, con rút của Ruby nha anh em. Con này là một dòng Ruby ha, dòng rút, độ cứng của nó là 20, dài 3m em nhé. Bass của nó là bass coi phải bass Fuji không, bass này cũng Fuji nha anh em, bass Fuji, fan Fuji ha. Đây góc của nó đây. Con này thông số của nó sẽ là ngọn 1 ly 3, 170g anh em nhé, ly 370g nha. Rồi mình để cho anh em 700k nha, giá rất tốt nha anh em. Fan Fuji nè, đầu bộ Fuji xích nha, zin nguyên bản nha anh em. Đây ngọn nghiết đây, ngọn lành hết nha, cứng 20. Con này thích hợp cho anh em câu đùng nè, câu bóng đục, hoặc là câu cháp, câu dìa rồi đó nè. Dài 3m nha. Còn keo này nó hơi chảy, lem ra xíu nha anh em, kêu mà ngay cái fan đầu á, đấy nó hơi chảy ra xíu nè. Chung con cần này tổng thể thì nó cũng còn sáng đẹp anh em. Rồi đấy, như phần này anh em rút ra rút vô lâu ngày á, nó hơi bị mòn xíu như chỗ này nha. Rồi tổng quan sơ lược thì mình gửi đến em cây cần này ha, anh em thích thì anh em cứ báo mình nha. Cây này mình gửi đến em mức giá chỉ có 700k thôi, là số 3 ha. Số 4 mình lên cho anh em một con cần rút anh em nha. Con này là còn một con súp súp lỡ của thằng Daiwa nè anh em, súp power ha, cứng 15 và 3m, bass Fuji. Đấy anh em thấy hình thức không, fan fit rất là ok hết nè, chuẩn chỉ hết. Đấy anh em có thấy ngọn nghiết là ok anh em nha, ngọn của nó hơi tan xíu nè anh em.
fan Fuji hết nha anh em. Con sắp lỡ của đây qua ha. Con này nếu mà so đồ cứng thì nó tầm cỡ thằng M mà H ha. Con này anh em cũng có thể câu đùng, cũng đục câu lua đồ được nè. Rồi con súp lở này thì mình để anh em mức giá rất là rẻ nha, chỉ có 700k thôi, 190g, ngọn 24 nha. Là số 4. Tiếp số 5 lên cho anh em một con ISO fan nhỏ nè. ISO này mới tin luôn, con Suzumi nè. Đọc số 2, 4,5 ha. Suzumi fan Fuji nha anh em. Fan Fuji, bass Fuji ha. Mới tin nè. Đây mình rút ra cho anh em tham khảo nha. Đấy anh em có thấy. Con này thích hợp cho anh em hạ cần tay nha anh em. Đó anh em về hạ cần tay câu rô, câu chép nha, câu cái sặc cái rô rồi ha. Đấy, xoắn tiếp hết rất đẹp. Xoắn chìm nha anh em. Rồi con này mình thanh lý cho anh em giá rẻ nè. Con này mình thấy ngọn to quá, hình như nó bị hụt một xíu rồi đó. Đấy, ngọn nó hơi to nè, chứ nó bị hụt thanh thiếu rồi. Mình chưa đo nữa. Con này thanh lý cho anh em 550k nha, 210g, ngọn 1.6 nha anh em. Tiếp mã số 6 mình lên cho anh em là một con cần 3 khúc cho anh em câu lục nè. Đấy, 3 khúc nha anh em. Con này là con Ruby nha, dòng Pro Sky nha anh em nha. Pro Sky nha. Đấy, Ruby fan xích, fan phui xích nha. Fan xích nha anh em, đầu bộ xích nha. Đầu bộ xích môi trời nè. Cần thì mới tin, zin nguyên bản nha. Rất đẹp luôn, zin nguyên hết nha nè. Ruby ha. Đấy, cần khá là đẹp nha. Con này là hàng cho lên coi, Ruby nè. Đồ cứng nó là 27 4.5 nha nè. Cho anh em đánh đầu cần dù con này tương đương CX nè. Fan Fuji 6 nha. Trọng lượng 420g, ngọn 28. Rồi con này mình thanh lý rẻ cho anh em nha, 2.2 nha anh em. Mã số 6 2.2 nha. Con quá VIP zin nguyên bản nha. Số 7 lên cho anh em con 3 khúc nè. Con này mình thanh lý rẻ cho anh em nè, 1.1 thôi nè, 3 khúc luôn, carbon fan bass Fuji nha. Đấy. Con này ngọn của nó sẽ là 2.8 nè, 490g nha anh em. Mã số 7 nha, 1.1. Fan Fuji keo chỉ zin hết nè anh em, zin nguyên bản nha. Con này con một con Big Fighter nha anh em, Big Fighter ha. Đấy. Này cho anh em đánh đầu cần trục dù hết ý. Con này là cứng EX nha anh em, dài 4m ha. Độ cứng nó là EX, tương đương với là 25 đến 30 nha anh em. Đấy, cần mới tinh ha, như mới. 1.1 nha anh em. Đít nè, rất là đẹp ha. Carbon ngon lành hết. Mã số 7. Tiếp mã số 8 mình lên cho anh em một con cần 2 khúc nha. Lên cho anh em một con 2 khúc nha anh em. Đây số 8 nè. 2 khúc ha, carbon fan bass Fuji, fan phui xích, fan lá nè. Đấy, bass Fuji. Con này cứng 52m7 nha. Độ cứng 52m7 nha. Em nhìn rất là nét luôn. Fan Fuji nha, xích fan lá. Con này chỉ có bị xước lông mèo cái phần gốc thôi. Ngoài sau cái lưng đó nè, xước lông mèo khúc này anh nè. Còn lại thì đẹp nha. Đấy, con này mình để cho anh em giá chỉ có 700k thôi nha, 340g, ngọn 2.4 ha. Đấy. Rồi mã số 8 700k. Số 9 mình lên cho anh em là một con cắm gốc nha anh em, một con cắm gốc nha. Con này là carbon đặc nha anh em. Carbon đặc anh em hay hỏi nè, của hãng Suzumi nha. Con này thì nó bị hụt hết rồi nè. Nó bị gãy ngọn ha. Con này zin của nó là 1m85 nhưng mà bị hụt hết hai tấc rồi. Hụt hết khúc gì nè anh em. Giờ còn tầm con này hiện tại nó còn 1m65 nha anh em. 1m65 nha. Đấy ngọn nó to nè, carbon đặc ha. Này thì rất là bền. Đấy. Này thì mình thanh lý rẻ cho anh em nha. 550k nè. Fan Fuji nha anh em, fan Fuji, bass Fuji hết nha. Keo của nó lâu ngày thì nó cũng hơi xấu xíu nha nè. Nhưng mà keo nó keo zin hết nè. Câu ngon lành vấn đề gì hết. Trước khi gửi thì mình cũng gia cố, mình sẽ kiểm tra và gia cố cứng lại cho anh em ha, chắc chắn lại ha. Đấy, gia cố keo chắc chắn lại cho anh em mình mới gửi nha. Đầu bu Fuji nè. Đấy, nó bị gãy hết khúc vậy nè, gãy hết hai tấc. Rồi con này thanh lý rẻ cho anh em 550k nha. Nó còn 1m65, con này về anh em câu bè, anh em nại vô đếm nè. Đấy, ngọn đặc nha, rất là bền, anh em nhìn chắc lắm, ngọn đặc mà. Câu cá tra nại vô đếm rồi. Mã số 9, 550k. Số 10 lên cho anh em một con 2 khúc VIP nha, con Shimano nè, xoắn ít nha. Bass Fuji, fan Fuji nha, độ cứng là S, 2m4 nha, đầu bu Fuji 6.
keo chỉ zin hết nha. Keo chỉ zin nha. Rồi, con này độ cứng của nó thì nó tầm cỡ 60 anh em, 60 đến 80 ha. Ngọn thấp đặc rất là bền. Con này mình để anh em 950k nha, 240g ngọn 2 ly, mã số 10. 11 mình lên cho anh em là một con 3 khúc cho anh em lưu gàn. Máy tinh này nè. Carbon nha, bát Fuji, fan Fuji ha. À bát này bát hãng, bát hãng. Bát của thằng DBS nha nè. Fan Fuji 3 chân ha, fan Fuji, bát hãng. Rồi con này mình sale cho anh em giá rẻ luôn, 750k nha, 750k 3m6 nè. Lưu 7 đến 21g, 8 đến 20 phao nha. Zin nguyên bản nha nè, fan Fuji nha. Cho anh em lưu gàn 3m6 ha. 750k 360g ngọn 2 ly 3 ha, mã 11. 12 mình lên cho anh em một con cần zig máy ngang của Majorap này nè. Zig 3 khúc. Máy ngang của Majorap ha. Con này rất là VIP luôn nè, fan Fuji zig nha, fan zig nha anh em. Rồi con này là thông số 6.3, 1m9 nha. Con này thông số zig của nó sẽ là 80 đến 150g, PE 1.5 đến số 3 nha, fan zig nha. Rồi con này thì zin nguyên bản mới tinh nè. Để mình quay từng cái fan cho anh em xem độ zin của nó nha. Đầu bu của nó đầu bu xích chống xoắn nha. Đấy, mình test cho anh em xem ngọn của nó nhúng nhúng xuống như vậy ha. Rồi con này mình sale giá rẻ cho anh em nha, 1.6 triệu nha anh em, chỉ 1.6 triệu thôi. Cần còn khá là đẹp nha anh em. Ba khúc rất là đẹp nè, anh em kẹp nách anh em xích nha. Mấy ngàn. 1.6 triệu, 135g siêu nhẹ ha, ngọn 1.9. Mã số 12, 13 mình lên cho anh em một con VIP nè. Zig VIP nha anh em. Đấy. Con này fan của nó là fan Fuji Zig nha anh em, fan Fuji Zig nha. Đấy. Đây một dòng fake clip nè, 6.4mm nha. Con này mới thì nó tầm 11 triệu á anh em. Anh em lên mấy cái web nó bán thì còn giá trên đó ha. Con này Zig Zig Max được là 230g. PE số 3 số 6 Made in Japan ha. Đây mình quay kỹ cho anh em xem. Rất là VIP nha. Cán của nó nè, nó ốp nè. Đấy. Rồi con này thì mình để cho anh em giá rất là tốt nha. Chỉ là 1/4 giá mới thôi. Mình để cho anh em 2.9 triệu nha, 240g ngọn 3 ly nha nè. Góc ghiết nè. Rất là VIP nha nè. Hai hen ha. Fan Fuji Zig nha, fan Fuji Zig, Fuji 30H này nè. Đấy. Fuji Zig nha nè, 3 chân nha. Đầu bu Zig chống xoắn nha, đầu bu Fuji Zig chống xoắn rất là dày nè. Đấy, ngọn xoắn gần hết nè. Cần thì mới tinh zin nguyên bản nha. Keo chỉ zin nha nè. Đó, mình quay gần cho anh em xem ha, keo chỉ nó zin hết nha. Nguyên bản chưa chỉnh sửa ha. Hàng này anh em chơi thì rất là nét luôn. Con này zig nha, 230g. Thì anh em có thể đánh anh em đánh phú quý, anh em đánh vàng khoan được rồi. 230g là zig mát nha anh em. Còn anh em cây này thực tế anh em đánh 250g vô tư ha, 250 300g vô tư. Rồi, con này mình gửi đến em 2.9 triệu nha. Mã 13, giá rất tốt nha, 1/4 giá mới nha. Cái tiếp mã 14 lên cho anh em một con 2 khúc 2 ngọn nè. Cặp quân xoắn nha, fan bass Fuji hết nè, bass Fuji nha nè. Con này là con Powerbeat nha, Super Premium nè. 2m7. Ngọn thấp đặc nha anh em. Fan rất là đẹp luôn, fan Fuji mới tinh nè. Đấy. Rồi con này thông số của nó là 50-80 và 80-120, 2m7 nha anh em. Con này mình để cho anh em giá rẻ nha, 800k, 330g ha, ngọn ly 8 và 2 ly, mã 14. 15 mình lên cho anh em con câu bè, câu biển 2 khúc nè anh em. Bè biển 2 khúc nha, fan bass Fuji. Đấy, fan bass Fuji hết. Con này thì hãng Ruby nha anh em, Ruby ha, cứng 150, dài 1m5 ha. Made in Korea, xuất Nhật, fan bass Fuji, zin nguyên bản nha. Bán nó bản cắm màn thuyền nè. Rồi con này mình để cho anh em giá rẻ nha, 600k, 290g, ngọn 2 ly 6, khá là cứng nha, 150 mà. 16 lên cho anh em một con he chi ha, câu bè nè, cháp hanh gì giò rồi nè anh em, câu tôm ha, carbon nha, fan bass Fuji hết nha. Đây là con Powerbeat nha, Super Premium 2m1, con này độ cứng của nó thì sẽ là 8 đến 12 nha nè.
8 đến 12 nha. Ngọn là ngọn thấp đặc cho nên là rất là bền, zin nguyên bản hết nè. Ngọn bé tí nè, cho anh em câu tôm ha, chấp hành gì giờ câu bè á. Rồi con này mình để anh em giá rẻ 500k, ngọn 0.7 130g nha, cần siêu nét luôn, mới tin nè. 56 17 mình lên cho anh em một con hai khúc nha. Con này là một con hai khúc nha, xoắn tít hết nha. Con này con đai qua dòng Habit nha. Đấy, hai ba đai qua Habit thì nó hay làm cái ngọn nó làm phát dẹp ha. Con này đồ cứng, con này thì nó là 120 nha anh em, 120 80 đến 120 2m4 nè. Cán gỗ như thằng Kenjaki gì đó nè. Đó, đai qua nha. Có rất là nó rất là chắc nè. Đặc trưng của dòng Harvest là cái ngọn nó sẽ vắt dẹp nha nè, ngọn vắt dẹp nha. Tất nhiên là ngọn đặc nó mới vắt dẹp được nha. Nè, cái từ phần này đổ xuống nha, nó vắt dẹp nha nè. Đây anh em nhìn nè, ngọn nó sẽ vuông nha. Lưu ý giúp mình nha. Zin nguyên nó vậy, cây nào cũng vậy hết nè. Cái phần lưng này nó có hơi chóc sơn nhẹ nè nè. Tổng thể cần đẹp lắm. Rồi con này mình anh lý rẻ cho anh em nè, 850k nha. 430g, ngọn 2.5 ly, mã số 17. 18 lên cho anh em con Olympic 3 khúc 2 ngọn này nè, Olympic 3 khúc 2 ngọn nha. Con này là fan Fuji sứ nha nè, fan Fuji sứ bass Fuji nha. Đấy, con này cứng 80 và 2.7 nha, hai đọt nha. Hai đọt thì nó có hai thông số độ cứng khác nhau nha, 40 60 và 60 80 ha, hai đọt. Đấy, fan fit kêu chỉ là zin hết. Để mình quay sơ cho anh em xem ha. Rồi con này để anh em giá rẻ nha, 800k, ngọn 2.3. 2.3 với lại 2.5 ly, 370g nha. 800k mã 18. 19 mình lên cho anh em một con cắm gốc của hàng Shimano nha. Dài 1.5 m nha này, dài 1.5 m ha, Shimano cắm gốc khá là đẹp nha. Fan Fuji, bass Fuji nha, zin nguyên hết nè. Có chỉ cam này là zin của nó nha này. Còn cây này, riêng cây này mà mất chỉ cam là nó đã bị gãy nha. Đấy. Zin đẹp hết nha, 1.5 m. Độ cứng con này thì nó cho tầm 80 đến 100 nha này, 80 đến 100 cho anh em câu bè ha. Câu cá tra này kia đồ dù đếm luôn ha. Rồi con này để cho anh em giá cũng rất là tốt nè, 800k, 280g, ngọn 2.6. Mã số 19 nè. 20 lên cho anh em một con lure VIP nè, con Zenith nha. Đấy. Con Zenith nha anh em. Đấy, rất là VIP, đây cái ring màu gold của nó nè. Fan của nó là fan xích nha, fan xích. Fan xích nha, fan vũ xích nha. Đầu vũ xích nè, chống xoắn nè, đầu vũ chống xoắn nè. Con này keo của nó bị cũ á, mình cho hở quấn keo lại nha nè. Quấn cái keo người chân chủ phèn lại ha. Đấy, quấn keo đi chỉ đẹp lại anh em nhé. Phôi phiết là zin hết. Mình chỉ đi keo lại, keo của nó keo zin nó màu này nè. Đó, anh em thấy cũ không? Nó nứt nứt nè. Đó, nó bị nứt vậy đó. Thì mình cho hở đi keo ngon lành lại đẹp lại anh em nhé. Đi keo màu cũng rất là đẹp. Cũng là tương đồng với cần ha. Đây anh em có thấy nè. Cũng tương đồng với cần nha. Màu xám xám xanh xanh như nhau ha. Đây màu zin nó đây. Rồi con này mình để cho anh em giá 1.2 triệu nha, thanh lý rẻ cho anh em nè, 170g, ngọn 2 ly. Hàng này là hàng Zenith ha. Zenith là một cái dòng nội địa Nhật nổi tiếng rồi nè. Đây, con này 8.8 cứng MH nha nè. 8.8 này tương đương với lại là 2m64 nha nè. 2m65 á nè, fan full six nè. Đấy, con này 170g, ngọn 2 ly ha. Đấy, cho anh em lua nha, con này cho anh em lua nha, cứng MH 2m6 nè, 1.2 triệu thôi, quá rẻ. Mày ngon lành hết, mình chỉ đi keo chỉ thôi thôi. Cái tiếp mã 21 lên cho anh em con UL nè, con này cũng khá là hiếm nha. Đây Majorap dòng DS mà UL nha. Đấy, Majorap DS dòng UL, fan Titan nha. Fan Titan nha nè, Titan Sheet nha, sẵn cho nha. Đầu bu là đầu bu xích chống xoắn nha nè, bu xích chống xoắn nha. Chiều dài 1.8 nha anh em, chiều dài của nó là 1.8 nha. Còn rất là chuẩn luôn anh em nha. Đấy, con này là UL ha. Con này là 1.8 cứng UL. Con này nó lua được là 1/32 đến 3/16 Z nha, 2 đến 6 phao. Cứng UL nha, cho anh em câu suối, câu UL nha. Đấy, nên câu tráp ha, câu UL. Rồi cây này siêu nét luôn, kêu chỉ zin hết nha. Kêu chỉ ngon lành hết nha anh em. Chỉ có cái keo trên này nè, nó bị hơi xấu, mình chấm vô miếng keo nữa nha, trên ngọn nè, là bù xích chống xoắn nha. Rồi con này mình để cho anh em giá rẻ nha, 1.110.000, ngọn 1 ly ha. Kế tiếp, mã 22 mình lên cho anh em một con câu bè nha. Đấy, câu bè nha nè, 2 khúc 2 đọt nha, con này 1.8 nha nè, đấy.
keo chỉ zin hết nha, cho nên là lâu rồi ngày nó cũng có rạn nứt nè, mà nó là zin bản hết. Bát Fuji, fan Fuji ha. Này 1m8, hai độ cứng anh em nha, hai độ cứng nha, 80 100, và tầm 100 cho đến 150 ha. Rồi con này ngọn 2.5 và 3.3, mình để anh em 750k ha, 380g, mã số 22 23. Mình lên cho anh em một con cần tay VIP này nè, con này cũng Nissin nha, dòng Pro nha, dòng Nissin Pro ha, 8m1 đấy, Nissin ha, Nissin là nội địa Nhật cả nè. Nói chung con cần này như mới, cần đẹp lắm, cho anh em săn hàng ha, hoặc câu cái sạc đấy, nút zin của nó luôn, nút lỗ zin của nó ha, lâu về được con tay 8m1 này nè. Đấy ngọn của nó nè, anh em có thấy nè, ngọn nó to như này, còn chống xoắn nha, chống xoắn to. Đó, mình rút ra cho anh em xem nha. Đấy ngọn rất là chắc, bên trong của nó còn mới lắm nha nè. Đấy đấy anh em có thấy không, mình rút ra bên trong còn nét mới lắm. Mới tin nè, đấy anh em có thấy không, cái phần này là phần lớp sơn, nước sơn của nó nha nè. Lóng nào cũng có chứ, phần giáp của mí nó sơn á. Nói chung cần này như mới nè, đẹp lắm. Con này bữa hình như có cái bao nữa, về có cái bao nữa mà không biết nó lạc ở đâu rồi, chưa tìm ra. Con cần tay Nissin nè, 8m1 nha nè. Rồi con này thì mình gửi đến anh em mức giá cũng rất là hợp lý nha, 2.4 triệu nè, 450g, ngọn ly 6 nha, mã số 23 24. Mình lên cho anh em một con lua nè, lua VIP nè. Con này con lua này dẻo nha nè, con này thì carbon hay bát Fuji rồi đó, con này của Daiko nha, đánh được là 1/8 đến 3/8 Z, 4-10 phao. Con này cứ L nè, mét 8 nè, fan xích zin nguyên hết nè, fan Fuji xích nha, nguyên zin hết nha nè, rất là nét nha, cứng L nha nè. Con này thích hợp cho anh em câu chắp hanh gì dò ha. Đó, lua mùa giả, lua muốn cần dẻo nha nè. Con này để anh em 900k nha, 110g, ngọn 1 ly 9 ha. Mã số 24. Tiếp mã 25, mình lên cho anh em một con cần cắm gốc nha, của hàng Majorap nha nè, cắm gốc ha, cả con xoắn. Đấy, phen là phen xích nòng súng nè, xích nòng súng nè, nguyên zin gần như mới nha nè, đẹp lắm. Con này cho anh em lua nè, hoặc là anh em ngâm, anh em lăn xê ha, câu thể loại nào cũng được. Đầu bu nó, đầu bu xích chống xoắn nha nè, cần còn rất đẹp luôn. Nói chung ngọn nghiết đồ của nó là xoắn hết nè. Đấy, thông số nè, anh em có thấy nè. Con này là một con casting nha, một con casting bên Nhật thì đánh màu giả casting ha, 7.6, 2m28 nè. Này nó lua map được là 60g em nhé, BE 1.5 đến số 3, được rất là 2.5kg ha. Cần thì siêu nét luôn nè, đẹp lắm. Con này anh em đi mua đánh cá lóc cá chẽm hết ý, đánh mồi gì, mồi nhái thật hoặc mồi giả cũng được nữa nè. Rồi con này mình để anh em giá thanh lý rẻ cho anh em nha, 1.6 triệu, 180g, ngọn 2.4 ly, giá bao rẻ cho anh em với một con siêu phẩm đẹp như này. 1.6 triệu quá rẻ nha nè. Còn ngoài sót vài con lại ha, mình thanh lý cho anh em nha. Kế tiếp mã số 26, lên cho anh em một con zig, một con zig VIP nữa nha nè, của hàng Majorap nha. Đây ba khúc đây, có ring ngon lành hết nè. Bát Fuji, fan là fan xích, fan ca nha nè, fan Fuji, fan ca rất là dày nha. Con này là dòng Majorap zigging nha nè, zigging ha. Con này 1m8 nha nè, nó zig được 80-150g, BE 1.5 đến số 3 nha nè. Nó cũng giống cây máy ngang lúc nãy, nhưng mà fan con này fan xích nha, máy đứng nha nè, fan xích nè, ngon lành hết, keo chỉ zin hết nha nè, zin nguyên bản hết nha. Đấy, có sao mình báo vậy nha, đầu bu của nó xích chống xoắn, nhưng mà con này cảm giác ngọn nó to hơn con lúc nãy, con máy ngang đó nè. Thông số mình thấy cũng giống vậy, mà con này cảm giác là đánh được mồi nặng hơn á. Con này để anh em giá chỉ có 1.7 triệu thôi nha nè, 175g, ngọn 2.4 ly. Cuối cùng mà 27, lên cho anh em một con cắm gốc nè, con zig nè, zig hoặc là cho anh em lua biển nha, fan full zig zin nguyên hết nha. Con này cứng thì rất là chuẩn nha nè, độ cứng nó chuẩn lắm. Này thông số của nó ghi đây sẽ là 2.1 cứng MH ha. Đấy,
đánh lua được 40g 12-20 phao. Rồi con này mình sale rẻ cho anh em 1.800.000 nha, 200g còn 2.8 ly. Cứng hắc nha anh em, 2m1 cứng hắc cũng hiếm lắm đó. Cắm gốc đấy, ngọn nó rất là chắc nè, chống xoắn xích nè, nè test nè, cứng nha anh em. Rồi con này để cho anh em giá 1.800.000 nha. Tổng quan sơ lược giới thiệu đến anh em là 27 mã ha. Em thích mã nào cứ alo trực tiếp hoặc là nhắn tin Zalo cho mình nha anh em. Em vui lòng cho mình một đăng ký kênh ha, và nhấn nút chuông theo dõi, khi mà mình ra video mới á, nó sẽ chủ động nó thông báo cho anh em ha. Rồi xin chào và hẹn anh em gặp lại ở những video tiếp theo. Chào toàn thể anh em.